1,8 phần ngàn. Đây là độ mặn đo được tại cống Cái Quanh của huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, độ mặn này chưa phải là cao nhất. Những khi triều cường, độ mặn đo được tại đây lên khoảng 2 phần ngàn. Để ngăn mặn, các cống Bà Sẩm, Cái Quanh của vùng dự án Long Phú Tiếp Nhật đã được đóng lại. Hiện độ mặn lớn nhất tại các điểm đo đều ở mức cao hơn cùng kỳ năm trước, từ 0,1 phần ngàn đến 3,5 phần ngàn. Mức độ xâm nhập mặn trên sông Hậu và sông Mỹ Thanh có thể ở mức cấp độ 3. Theo Tổng cục Thủy lợi dự báo, ranh mặn 4 phần ngàn lớn nhất tuần có thể xuất hiện từ 35 đến 50 km tại các cửa sông Cửu Long, từ 55 đến 65 km trên sông Dàm Cỏ và từ 35 đến 45 km trên sông Cái Lớn.